Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Biên lập viên Quang Huy được vào vòng chung kết U23 châu Á nhưng U23 Việt Nam đọng lại nhiều nỗi lo. Cuối cùng U23 Việt Nam cũng hoàn thành nhiệm vụ giành tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á vào năm tới sau một trận đấu khó khăn nữa tại vòng loại U23 châu Á nhưng đã toàn thắng cả hai trận cùng tỷ số 1-0. Chỉ cần hòa là đi tiếp nên không có gì lạ khi ở trận đấu này ngày 2 tháng 11, U23 Myanmar bố trí đội hình thấp chơi chắc chắn, chủ yếu chờ cơ hội phản công và sai lầm của đối thủ. Tuy nhiên, bình luận viên Quang Huy nhận định U23 Việt Nam cũng cho thấy sự thận trọng dù kiểm soát bóng nhiều hơn và cũng tấn công nhiều hơn nhưng với nhịp độ không cao. Chất lượng hầu hết các đợt lên bóng của U23 Việt Nam trong hơn nửa đầu hiệp 1 cũng không như trông đợi. Dễ thấy một vài cầu thủ có biểu hiện tâm lý thi đấu chưa được tốt, thể hiện qua những tình huống phạm lỗi không đáng. Nhiều pha xử lý khá lúng túng, thiếu sự ăn ý trong di chuyển và tiếp ứng, dẫn tới sai số trong xử lý bóng cũng như là các đường truyền nhịp cuối. Phải tới cuối hiệp thứ nhất, U23 Việt Nam mới có được 2-3 tình huống lên bóng tấn công ở nhịp độ khá cao và được thực hiện với độ chính xác tốt hơn. Nhưng bộ đôi tiền đạo Xuân Tú Văn Đạt chưa cho thấy sự sắc sảo. Đồng thời tuyến 2 chưa có được sự tiếp ứng cần thiết để tận dụng các đường bóng bật ra hoặc duy trì áp lực tấn công. Sang hiệp 2, chất lượng tấn công của U23 Việt Nam mới được cải thiện khi cầu thủ phối hợp ăn ý hơn và những tình huống cũng được xử lý với độ chuẩn xác cao hơn. Các cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt như Hai Long, Hoàng Anh được ban huấn luyện khuyến khích thực hiện các tình huống đột phá để buộc hàng thủ đối phương sai sót. Bàn thắng mở tỷ số của Thanh Minh được thực hiện trong một tình huống đá phạt của Hai Long, người được ví như một quang hải mới ở hàng tiền vệ. Cũng sau một pha phạm lỗi của đội bạn khi Hoàng Anh dẫn bóng đột phá. Nhờ bàn thắng này, lối chơi U23 Việt Nam trở nên nhịp nhàng thanh thoát hơn. Tuy nhiên suýt chút nữa, sự mất tập trung của hàng thủ khiến đội bạn có cơ hội gỡ hòa ở cuối trận. U23 Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ khi giành tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào tháng 6 năm 2022 tại Uzbekistan. Nhưng trên một chừng mực nào đó, chỉ nên nhìn nhận đây là một sự khởi đầu mới. Cũng trong năm tới, U23 Việt Nam còn được hy vọng bảo vệ được tấm huy chương vàng SEA Games 31 vào tháng 5 và tham dự Á vận hội Asian Games tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9. Thật khó hình dung tới khi ấy, liệu Hai Long, Hoàng Anh, Văn Xuân, Thanh Minh của U23 Việt Nam có thể hiện được như những gì đàn anh Quang Hải, Tiến Linh, Văn Đức, Đức Trinh, Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường tại vòng chung kết U23 châu Á, rồi ASEAN vài năm trước đó hay không? Họ cũng có thể chính là nòng cốt của tuyển Việt Nam trong vài năm tới khi bóng đá Việt Nam bước vào chiến dịch hiện thực hóa giấc mơ World Cup 2026. Chuyện thành công hay không tại đấu trường tương lai còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Chỉ có một điều chắc chắn, huấn luyện viên Park cùng cộng sự còn nhiều việc phải làm để tiếp tục nâng chất lứa cầu thủ này, đặc biệt với kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Tương tự như những gì từng làm hồi 3 năm trước để tạo nên một chuỗi những kỳ tích góp phần làm thay đổi vị thế bóng đá Việt Nam. Tin tiếp theo, toàn thắng ở vòng loại U23 châu Á, thầy Park cùng U23 Việt Nam phá thêm 2 kỷ lục đáng nhớ. Thưa quý vị, U23 Việt Nam đã vượt qua vòng loại U23 châu Á 2022 bằng 2 chiến thắng cùng tỷ số 1-0. Sau chiến thắng 1-0 trước Myanmar, Việt Nam giành quyền lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2022 với ngôi đầu bảng Y vòng loại. Bên cạnh tấm vé đi tiếp, đoàn quân áo đỏ phá thêm 2 kỷ lục tại vòng loại U23 châu Á, chuỗi trận thắng dài nhất và chuỗi trận giữ sạch lưới liên tiếp dài nhất. Bắt đầu là chiến thắng 6-0 trước Brunei tại lượt trận mở màn vòng loại năm 2020. Tiếp đó, U23 Việt Nam lần lượt thắng Indonesia 1-0, hạ Thái Lan 4-0, vượt qua Đài Bắc Trung Hoa cũng như Myanmar với cùng tỷ số 1-0. Tổng cộng, đội bóng dưới quyền huấn luyện viên Park Hang-seo thắng liền 5 trận, đồng thời trong suốt quãng thời gian đó không phải nhận bàn thua nào. Trong giai đoạn trước khi thầy Park lên nắm quyền, U23 Việt Nam thi đấu ở 3 chiến dịch vòng loại khác nhau, nhưng chưa từng có 2 trận giữ liên tiếp sạch mảnh lưới. Chính vì vậy, thành tích 5 trận bảo toàn nguyên vẹn khung thành là rất đáng khen ngợi, có thể coi là biểu trưng cho triết lý bóng đá của nhà cầm quân người Hàn. Tính riêng vòng loại U23 châu Á 2022, chỉ có 2 đội tuyển cũng toàn thắng và giữ sạch lưới như U23 Việt Nam, đó là U23 Iraq và U23 Nhật Bản. Dù vậy, đoàn quân áo đỏ nằm trong số các đội đầu bảng ghi ít bàn thắng nhất với chỉ vòn vẹn 2 pha lập công.
Tin tiếp theo, Hồ Thanh Minh, tiền đạo dân tộc Tà Ôi, tạo bước ngoặt cho U23 Việt Nam đến vòng chung kết U23 châu Á 2022. Thưa quý vị và các bạn, Hồ Thanh Minh, tiền đạo dân tộc Tà Ôi đã đem đến dấu ấn lớn khi được vào sân trong hiệp 2 ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar. Sau khi hiệp 1 thi đấu bế tắc, huấn luyện viên Park quyết định đưa tiền đạo Hồ Thanh Minh vào thay thế Lê Xuân Tú, nhằm hy vọng giúp U23 Việt Nam có bàn thắng vào lưới U23 Myanmar trong trận đấu cuối vòng loại U23 châu Á 2022. Chỉ 13 phút có mặt trên sân, Thanh Minh đã làm được điều mà ông Park cần. Từ quả tra bóng bên cánh phải của Hai Long, Thanh Minh băng vào đánh đầu tung lưới U23 Myanmar. Anh thậm chí có thể lập cú đúp nếu như pha đánh đầu ở phút 68 không đưa bóng tìm đến trúng vị trí thủ môn đối thủ. Thanh Minh thực sự đem đến bước ngoặt lớn cho U23 Việt Nam trên con đường giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Bản thân cầu thủ này cũng có thể xem là bất ngờ thú vị mà ông Park đem đến vòng loại này. Bởi trước đó, Thanh Minh chưa chắc được lựa chọn mang sang Kyrgyzstan, chứ đừng nói tới là thi đấu. Thực tế, trong thời gian tập luyện cùng U22 Việt Nam, mặc dù hạn chế thể hình, nhưng bù lại Hồ Thanh Minh luôn tạo ấn tượng ở lối chơi mạnh mẽ đầy tốc độ. Thanh Minh cũng là chân sút rất có duyên lập công tại các trận đấu tập của U22 Việt Nam, nhận được nhiều điểm cộng của ban huấn luyện. Chàng trai người dân tộc Tà Ôi có những cú nước rút của một vận động viên điền kinh bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp khá muộn, khi đến năm 2017 mới trúng tuyển vào lưới U17 Thừa Thiên Huế. Với tố chất bẩm sinh, Thanh Minh nhanh chóng khẳng định khả năng và được đôn lên trong đội hình U21 Thừa Thiên Huế, rồi đội 1 câu lạc bộ bóng đá Huế. Đến năm 2020, tức là chỉ 3 năm sau kể từ khi theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, Hồ Thanh Minh đã góp mặt trong danh sách tập trung của tuyển U22 Việt Nam. Chia sẻ về điều này, Thanh Minh nói rằng, đúng là tôi đến với bóng đá muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Ba mẹ ban đầu cũng không đồng ý cho theo con đường bóng đá, bởi họ lo lắng khi thấy trên TV có nhiều pha chấn thương. Khi được thầy Park triệu tập vào tuyển U22 Việt Nam, tôi rất vui, rất hạnh phúc và cũng bất ngờ nữa, bởi so với các bạn cùng lứa, tôi vẫn thua kém về kỹ thuật cơ bản. Tuy nhiên, tôi có điểm mạnh riêng, đó là thể lực, sức bật, khả năng tì đè. Khi lên đội tuyển, tôi cũng đã được các đồng đội giúp đỡ rất nhiều trong thi đấu và tập luyện. Tin tiếp theo, huấn luyện viên Park bất ngờ nhận tin cực vui trước vòng loại World Cup 2022. Vâng, thưa quý vị, thuyền trưởng tuyển Việt Nam trở thành một trong những ứng cử viên được đề cử cho giải thưởng thể thao danh giá tại Hàn Quốc. Mới đây, truyền thông xứ Kim Chi đưa tin, huấn luyện viên Park vừa lọt vào danh sách đề cử cho giải thưởng Người hùng thể thao Hàn Quốc 2021. Thuyền trưởng tuyển Việt Nam là một trong 4 ứng viên được chọn ở giải thưởng cao quý này. Giải thưởng Người hùng thể thao Hàn Quốc có mục đích tôn vinh những cá nhân có đóng góp lớn cho ngành thể thao. Những cá nhân được vinh danh sẽ được đưa vào đại sảnh danh vọng của thể thao Hàn Quốc. Ngoài huấn luyện viên Park, ba ứng viên khác đó là cố danh thủ Jo Sang Chun, cựu nữ vận động viên bắn cung Kim Sun Yong và vận động viên leo núi Kim Hong Bin. Chủ nhân của giải thưởng cao quý lộ diện sau khi cuộc bình chọn trực tuyến được diễn ra đến hết ngày 1 tháng 12 năm nay. Trước đó, vào đầu năm 2021, một công ty của xứ Kim Chi cho phát hành kỷ niệm chương để vinh danh những thành tích trong sự nghiệp huấn luyện viên mà thầy Park có được với bóng đá Việt Nam. Đó chính là lần đầu tiên một kỷ niệm chương được sản xuất để vinh danh một huấn luyện viên bóng đá trong nước. Huấn luyện viên Park đang trở thành cầu nối cho sự hợp tác, giao lưu giữa Việt Nam với Hàn Quốc. Hiện tại, huấn luyện viên Park đang cùng U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Chiều ngày 2 tháng 11 hôm nay, tuyển Việt Nam đã có trận chiến thắng 1-0 với U23 Myanmar. Sau trận này, nhà cầm quân người Hàn trở lại Việt Nam hướng tới hai trận sân nhà gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Tin tiếp theo, huấn luyện viên Park chia tay hai trợ lý Hàn Quốc ở tuyển Việt Nam. Sau trận thắng với Oman, huấn luyện viên Park Chung-kyon quay trở lại dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội để chuẩn bị tập trung mùa giải 2022. Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận trợ lý Park Chung-kyon đã chia tay đội tuyển Việt Nam. Ngoài huấn luyện viên trưởng của Hà Nội, một trợ lý Hàn Quốc khác là chuyên gia phân tích dữ liệu Kim Tae-min cũng trở về Hoàng Anh Gia Lai để làm nhiệm vụ. Theo đúng thỏa thuận giữa Hà Nội và VFF, huấn luyện viên Park Chung-kyon đã trở lại đội bóng chủ quản là câu lạc bộ Hà Nội sau 4 trận tham gia với tư cách là một trong những trợ lý của ông Park Hang-seo. Trước đó, được sự chấp thuận và tạo điều kiện của đội bóng thủ đô, huấn luyện viên Park Chung-kyon nhận lời mời của VFF tham gia vào ban huấn luyện tuyển Việt Nam, hỗ trợ huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo chuẩn bị vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ông là một trong 5 trợ lý hỗ trợ chuyên môn cho thầy Park cùng với Leong Jin, Vũ Hồng Việt, Lưu Danh Minh và huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Thế Anh. Khá đáng tiếc khi cả 4 trận, ông Park Chung-kyon tham gia vào thành phần ban huấn luyện.
tuyển Việt Nam đều trắng tay và chưa có bất kỳ một điểm số nào tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trở về câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên Park Chung-kyon sẽ có việc cần làm để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội bóng của Bầu Hiển chia tay 3 ngoại binh Moses Oloya, Bruno Gelvin cùng 2 cầu thủ nội khác là Tấn Tài và Quốc Long. Hiện câu lạc bộ Thủ đô cũng chỉ có duy nhất bản hợp đồng mới Hai Long và thiếu vắng khá nhiều trụ cột khi đang phải làm nhiệm vụ ở đội tuyển. Tân thuyền trưởng của Hà Nội là một cái tên khá có tiếng trong giới huấn luyện viên ở Hàn Quốk. Ông từng làm trợ lý cho câu lạc bộ Jeonbuk Myeongdong, đoạt 4 danh hiệu K-League 2014, 2015, 2017, 2018, một lần về nhì năm 2016. Ngoài ra, chính huấn luyện viên Park Chung-kyon cũng từng là học trò của ông Park Ha-seo khi còn thi đấu cho màu áo U23 Hàn Quốc. Chưa để lại nhiều dấu ấn trong thời gian làm trợ lý ở đội tuyển, nhưng đây chắc chắn là quãng thời gian quý báu giúp huấn luyện viên Park Chung-kyon tích lũy thêm kinh nghiệm và làm quen dần với môi trường bóng đá Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!